12 bí mật lịch sử đáng kinh ngạc thời Trung Quốc cổ đại. Phụ nữ thời Tống 14 tuổi mà chưa kết hôn sẽ phải chịu phạt. Nếu như thế giới hiện đại ngày nay quy định nam nữ phải trên 18 tuổi mới được lập gia đình, thì vào thời Tống ở Trung Quốc xưa, luật pháp đưa ra con trai 15 tuổi phải cưới vợ, con gái 13 tuổi phải lấy chồng. Theo quy định mà Minh Thái Tổ đặt ra, nếu con trai 16 tuổi chưa kết hôn, nữ 14 tuổi chưa xuất giá thì nhất định bị phạt tiền. Khi Hoàng đế Lý Huệ trị vì nhà Hán, nếu gia đình nào có con gái trên 15 tuổi chưa xuất giá sẽ bị phạt tới 600 quan tiền. Còn ở triều đại nhà Đường, nam trên 20 tuổi và nữ từ 15 tuổi trở lên không kết hôn cũng bị xử phạt. Trung Quan Thôn vốn là nhà dưỡng lão cho thái giám. Trung Quan Thôn mấy chục năm trước đây là một nghĩa địa bỏ hoang, nơi đây chủ yếu là nơi chôn cất thi hài thái giám. Dưới thời Minh và Thanh, các thái giám còn có danh xưng là Trung Quan, nơi đây vì thế cũng được gọi là Trung Quan Mộ. Trang viên là nơi dưỡng lão của các thái giám, bên cạnh đó bởi các thái giám còn được gọi là Trung Quan nên về sau nghĩa địa này được chọn để xây viện khoa học quốc gia. Vì hai chữ Trung Quan không tốt nên đã được đổi thành thôn Trung Quan. Khổng Tử là nhà tiên phong về sách. Khổng Tử hay Khổng Phu Tử là nhà khai sáng nho giáo, đồng thời là giảng sư và triết gia lỗi lạc bậc nhất của cõi Á Đông. Tác phẩm đầu tiên trong sự nghiệp của ông là tập sách Luận Ngữ với lối viết ngắn gọn mà sâu sắc, ẩn chứa hàm nghĩa sâu xa. Mỗi bài trong tập Luận Ngữ đều không quá 140 từ với nhiều chủ đề khác nhau, chủ yếu là viết về những tâm tình của Khổng Tử và giao lưu về các triết lý. Không những thế, các tác phẩm của ông còn có sự khách quan đa chiều khi ông thường cùng với Tử Công, Yên Hồi, Tử Lộ tiến hành hỏi đáp lẫn nhau. Là một người mang tầm ảnh hưởng lớn và được nhân dân vô cùng ngưỡng mộ, Khổng Tử có tới hơn 3.000 đệ tử, trong đó 72 người có danh tiếng nổi trội thiên hạ. Ghen tuông bắt nguồn từ triều đại nhà Đường. Phong Huyền Linh với 22 năm giữ chức tể tướng là người sáng lập quan trọng của triều đại nhà Đường. Đường Thái Tông Lý Thái Dân vì mến mộ nhân tài đã lập bảng công thần, ban thưởng 2 mỹ nữ tuyệt sắc giai nhân cho Phong Tế Tướng. Thế nhưng điều này đã khiến cho phu nhân Lư Thị của Phong Huyền Linh vô cùng phiền não, bà một mực không muốn cho hai mỹ nhân kia bước vào nhà. Lý Thế Dân thấy vậy bèn sai người mang một chén giấm đến cho phòng phu nhân, nói rằng đó là chén thuốc độc và hạ lệnh, một là nhận mỹ nữ, hai là uống rượu độc. Nào ngờ Lư Thị không ngần ngại mà chọn lấy chén giấm bị giả làm rượu độc rồi uống. Đường Thái Tông lúc này đã phải nhường một bước, thu hồi hai người đẹp về. Chính tích này đã hình thành ra từ ghen tuông. Trong tiếng Hán, ghen tuông là cật thố, có nghĩa là uống giấm. Kể từ đó, dân gian xưa đã dùng từ giấm chua để chỉ những người phụ nữ có tính ghen tuông. Chuyện Kiều của Nguyễn Du trong đoạn nói về nàng Kiều ở với Thúc Sinh, khi biết chàng có vợ đã lo lắng cho thân phận mình mà tha thiết nói: như chàng có vững tay co, mười phần cũng đắp điếm cho một vài. Thế trong giàu lớn hơn ngoài, trước hàm sư tử gửi người đằng la, cúi đầu luồn xuống mái nhà, giấm chua lại tội bằng ba lửa hồng. Cao Cầu vốn là thư đồng của Tô Đông Pha. Cao Cầu xuất thân từ nhà Tô Đông Pha, là một thư đồng trí óc thông minh, giỏi việc chép sách. Tô Chức khi bị chuyển xuống cho phủ Trung Sơn đã đề cử Cao Cầu với Tăng Bố, nhưng Tăng Bố không nhận nên ông đành gửi gắm bạn Cao Cầu cho bạn mình là tiểu vương đô thái úy Vương Sân, Vương Phổ Khanh. Trong một lần, Vương Hứa đã sai Cao Cầu đi tặng một con dao quý cho Vương Triệu. Trong lúc Khắp Trùng Đoan Vương đang đá cầu, Cao Cầu đã nhanh nhạy nhận thấy đây là cơ hội để thể hiện kỹ năng ưu tú của mình, từ đó giành được sự yêu thích của Triệu Cát. Về sau, ông ở bên cạnh Đoạn Vương. Sau khi Triệu Cát lên ngôi vương, Cao Cầu ngày càng thăng quan tiến chức. Diêm Vương hóa ra không phải là một người. Xưa nay, người đời thường hay nghĩ rằng khi chết xuống địa ngục sẽ phải đến gặp Diêm Vương để xét xử tội trên trần thế. Tưởng rằng đấng toàn năng chỉ có một, nhưng thực chất là có đến 10 vị Diêm Vương hành sự cai quản địa ngục. Thập Điện Diêm La nay từng được nhắc đến trong sách Phật và được đề cập vào cuối thời kỳ nhà Đường. Thập Điện Diêm Vương gồm 10 Diêm Vương cai quản 10 điện khác nhau, bao gồm Tân Quảng Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, Ngũ Quan Vương, Diêm La Vương, Hạ Thành Vương, Tần Sơn Vương, Bình Đẳng Vương, Đô Thị Vương, Luân Hồi Vương. Hậu vốn dĩ là danh hiệu của Hoàng đế. Từ hậu khiến chúng ta liên tưởng đến Hoàng hậu, Thái hậu, nhưng vào thời Thượng Cổ, hậu là để biểu thị nam giới, hóa thân của quyền lực, tượng trưng cho Hoàng đế Thiên Tử. Danh xưng hậu vẫn được lưu truyền cho đến thời nhà Chu.
Năm đó, vợ của thiên tử gọi là Phi, còn hậu được gọi là Hoàng đế và được dùng trong cung đình hơn 360 năm. Trước nay, người ta coi từ hậu là từ ý chỉ phụ nữ, ví dụ như trong lịch sử là Hoàng hậu, Thái hậu. Tuy nhiên, có một tích thú vị rằng, vào thời thượng cổ, từ hậu để biểu thị nam giới là hóa thân của quyền lực, tượng trưng cho các vị hoàng đế, thiên tử. Đến thời nhà Chu, danh xưng hậu vẫn được áp dụng cho các hoàng đế, còn vợ của thiên tử thì được gọi là Phi. Cách này được dùng trong hoàng cung suốt 360 năm. Đến thời nhà Chu, Phi mới được đổi thành hậu. Khi Tần Thủy Hoàng thống nhất 6 nước thì thiên tử mới chính thức gọi là hoàng đế. Vợ chính của hoàng đế danh xưng là hoàng hậu. Thời Tống, quân thần không được đi vào quán rượu, cho dù là việc công hay việc tư, nếu vi phạm đều phải chịu luật hình. Trong cuốn Quy Điền Lục của Âu Dương Tu chép rằng, năm xưa Lỗ Túc Giản Công hay còn gọi là Dụ Đức mặc thường phục phi hành, say sưa trong một quán rượu. Chân Tông thấy vậy bèn hỏi lý do vì sao lại đi vào quán rượu. Giản Công đáp rằng, nhà thần nghèo, đồ uống rượu không có nên phải ra quán rượu. Thần đến đó như là đến nhà mình, vừa hay có người bạn ở quê ra nên thần cùng anh ta ra quán rượu uống. Thần đã thay thường phục, nhất định là không có ai biết. Chân Tông nghe xong thì trong lòng vài phần mến mộ, cho rằng đây là người có phẩm cách có thể trọng dụng. Lai lịch của Hoàng Hoa Khuê Nữ. Phụ nữ vào thời cổ đại xưa, khi chưa xuất giá, thường thích trang điểm bằng phấn vàng, đánh trên trán hoặc một vùng mặt để tạo nên các đường hoa văn. Cũng có lúc dùng giấy màu vàng, cắt thành các hoa văn và dán lên mặt. Hoàng hoa hay còn được gọi là hoa vàng, ý chỉ hoa cúc, loài hoa có thể sinh tồn trong giá lạnh, nên nữ nhân xưa thường dùng hoa vàng để biểu đạt khí tiết. Chính vì lý do này mà hiện nay khi tìm hiểu lịch sử thường thấy hai chữ hoàng hoa đứng trước từ khuê nữ, chính là ám chỉ những người phụ nữ còn trong trắng và bảo trì sự thanh khiết. Nguồn gốc nhị oa đầu. Vào thời nhà Thanh đã có một cuộc luận đàm được tổ chức trong kinh thành, mục đích cải tiến chất lượng của rượu. Trong quá trình chưng, rượu cần phải được chưng cất mới có mùi thơm. Lần nước lạnh đầu tiên trong nồi được gọi là nước rượu đầu, lần thứ ba thay nước gọi là nước rượu cuối, tiếp theo sẽ đến công việc khác. Lý do là bởi nước của nồi đầu tiên và nồi thứ ba khi nguội sẽ có tạp chất, chỉ sau khi đổ vào nồi thứ hai mới có thể thành rượu, cho nên loại rượu này có tên là nhị oa đầu. Thời Tống, thuê phòng ở Khai Phong chỉ có 106 đồng. Dưới thời Tống, lầu điện vụ sau đổi thành điếm trạch vụ, là một phủ nội vụ chịu trách nhiệm về quản lý và bảo trì đất đai của quốc gia và phần đất cho người dân thuê. Vào thời điểm đó, Khai Phong có tổng cộng 1.192 nhà ở công, mỗi nhà với 170 văn mỗi tháng, tức là khoảng 360.000 Việt Nam đồng ngày nay. Điều này chính là việc cho thuê nhà giá thấp ở thời hiện đại ngày nay. Như vậy, ở nơi kinh kỳ, ngay dưới chân thiên tử, những thường dân cũng có thể có khả năng thuê phòng ở. Đây là một chế độ nhà ở đảm bảo tất cả người dân hoàn toàn có đủ khả năng để thuê. Trung Quốc cổ đại có 4 tên gọi: Thần Châu, Cửu Châu, Hoa Hạ, Trung Nguyên. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thời cổ đại còn có 4 tên gọi khác nhau bao gồm Thần Châu, Cửu Châu, Hoa Hạ, Trung Nguyên. Quốc hiệu Thần Châu được các nhà hiến triết cổ đại lấy Thần Châu là Trần Cực, dưới là Địa Tâm, thường được gọi là Thần Châu Đại Địa. Tên gọi Hoa Hạ có nghĩa là ban đầu bao gồm khu vực Trung Nguyên, sau bao gồm toàn bộ lãnh thổ. Về sau còn đổi tên thành Cử Châu là bởi người Trung Quốc cổ đại phân chia như sau: Ký, Duyên, Thanh, Từ, Dương, Kinh, Lương, Ung và Dự Châu. Tên cuối cùng là Trung Nguyên, vốn là nơi sản sinh của nền văn minh Trung Hoa. Trong thời cổ đại được dân tộc Hoa Hạ coi là trung tâm của thiên hạ.